Sau khi đã xếp 100% được các biểu thì cái bước tiếp theo là bước tinh chỉnh từ các biểu. Chúng ta phải học cách quan sát toàn bộ cái từ các biểu của trường mình, và nếu có những sai sót nào, nếu có những cái điều gì không hợp lý, chúng ta sẽ chỉnh sửa ngay trên màn hình. Đây là một trong những cái tính năng rất là quan trọng và mọi cái giáo viên làm cái việc từ các biểu phải nắm vững các cái bước này. Cái việc quan sát tinh chỉnh nó rất là phức tạp, nó rất là nhiều lệnh, nhưng mà chúng tôi sẽ nhấn mạnh một vài cái ý chính. Đầu tiên chúng ta hãy làm quen với các cái màn hình để quan sát được cái từ các biểu. Thế thì chúng ta thấy có mấy cái nút ở đây. Đây chính là những cái nút mà dùng để quan sát cái từ các biểu của toàn trường. Đầu tiên là cái lệnh gọi là lệnh main loop, là cái lệnh mà cho phép mà quan sát trên màn hình cùng lúc là một lớp và một giáo viên. Lớp ở trên, giáo viên ở dưới. Chúng ta có thể chuyển đến bất cứ một cái lớp nào ở phía trên. Ở dưới là giáo viên, chúng ta có thể chuyển đến bất cứ một giáo viên nào mà chúng ta quan sát. Đó. Thì chú ý rằng là giữa hai cái thứ có biểu này, lớp và giáo viên này có một cái quan hệ được gọi là đồng bộ rất quan trọng. Chúng ta bấm vào một cái ô trên có biểu của lớp chẳng hạn, bấm vào cái môn sinh vật, thì cái phía dưới này chính là cái giáo viên sinh vật của cái lớp này. Như vậy chúng ta phát hiện đây chính là lớp sinh vật, đây là tiết lớp 9C, đây là 9C. Chúng ta bấm vào nút ở phía dưới thì ở trên sẽ thay đổi theo cái ô này, bấm vào đây thì đây chính là lớp 9A. Như vậy chúng ta có quan sát được, nhìn được cái quan sát được hai cái màn hình này để chúng ta có thể có cái lựa chọn. Cái màn hình thứ hai là màn hình này, là chúng ta quan sát được toàn trường theo lớp ở đây. Đó, chúng ta quan sát toàn trường theo lớp. Chúng ta có thể phóng to thu nhỏ cái cửa sổ này, phóng to lên và quan sát. Thì đây mỗi lớp là một cái hàng dọc, là một cái cột. Chúng ta vẫn có thể bấm nút ở đây, chúng ta lựa chọn để có thể làm những công việc liên quan đến tinh chỉnh từ các biểu. Còn đây là cái màn hình chúng ta quan sát toàn trường theo giáo viên, mỗi giáo viên là một hàng ngang. Cũng như vậy chúng ta có thể phóng to thu nhỏ cái màn hình này như thế này. Đó. Như vậy là mỗi giáo viên là một hàng ngang, và chúng ta vẫn có quyền là thực hiện những cái lệnh và tinh chỉnh trên các biểu. Thì thông thường cái lệnh, cái màn hình mà chúng tôi mong muốn các giáo viên thành thạo trước tiên là cái màn hình này, để nó dễ quan sát hơn. Đó. Thì người mà tinh chỉnh sẽ phải quan sát theo các biểu của lớp và giáo viên, thấy chỗ nào không hợp lý chúng ta có thể điều chỉnh. Thông thường cái lệnh cái hay điều chỉnh nhất chính là cái mà chúng ta quan sát trên thầy các biểu của giáo viên, để chúng ta tìm ra những vị trí mà nó không đẹp, chúng ta có thể là chỉnh sửa. Đấy, lấy ví dụ như vậy nhé. Thì những cái lệnh mà tinh chỉnh trên các biểu thì nó có hai, tôi tạm thời chia thành hai nhóm lệnh. Một là cái lệnh chúng ta có thể chỉnh sửa bằng tay, chúng ta có thể xóa một lệnh, xóa một tiết, xếp một tiết trên các biểu. Thì lệnh này rất đơn giản, lệnh muốn xóa chúng ta chỉ bấm chuột phải trên cái ô đó, chúng ta bấm nút xóa thì nó xóa tiết đó đi. Đấy, ví dụ bấm vào đây là xóa. Muốn xếp chúng ta sẽ phức tạp hơn, chúng ta sẽ phải lựa chọn cái môn và cái giáo viên trên cái ô thì biểu đó mà chúng ta kích nút vào đây và chọn cái nút là muốn đã chọn sẽ xếp vào đây. Đấy. Nếu mà nó có lỗi, nếu mà có cái vướng cái ràng buộc thì máy sẽ thông báo, chúng ta sẽ phải xử lý tiếp theo. Phần này tôi sẽ không đi sâu vào, và tới giờ phút này thì chúng ta cứ coi như là phần mềm đã xếp xong thì các biểu, chúng ta chỉ tinh chỉnh thôi, tinh chỉnh sao cho nó đẹp lên thôi. Thì cái thao tác mà hay dùng nhất là cái thao tác là tinh chỉnh theo các biểu của giáo viên sao cho nó đẹp lên. Tôi xin mô tả một vài cái thao tác đó nhé. Tôi lấy ví dụ như thế này, chúng ta sẽ xem được các biểu. Tôi lấy ví dụ nhé. Ở đây rất là khó, tôi phải tìm một cái thứ có biểu nào mà nó. Tôi lấy ví dụ ở đây nhé. Giáo viên là Diệp, đây có cái một tiết của thứ ba. Và giáo viên này muốn là nghỉ cả ngày thứ ba, muốn chuyển cái tiết này sang về vị trí ở chỗ này. Thì chúng ta có thể dịch chuyển cái muốn là chuyển từ đây, từ giáo viên này từ đây sang vị trí này chẳng hạn. Cái vị trí này là vị trí mà trên màn hình là cái môn
lịch sử, được chưa? Thế làm như sau này, thì đầu tiên chúng ta phải đây là tất cả các cái thao tác tinh chỉnh này đều phải dùng các thuật toán tinh chỉnh của phần mềm. Đây là một phần rất là khó của phần thao biểu, tôi xin nói nhanh thôi. Là đầu tiên chúng ta phải lựa chọn các thuật toán tinh chỉnh. Thì đây chúng ta có cái chút nút để ta chọn cái lựa cái thuật toán mà hay dùng nhất mà sẽ dùng. Thì trên màn hình các bạn thấy có rất nhiều thuật toán dùng để tinh chỉnh thầy có biểu, nhưng mà chúng ta nên chọn thuật toán có chữ tối ưu để chọn là cái này hoặc cái này, tùy chúng ta lựa chọn. Tôi chọn cái này chẳng hạn nhé. Đó. Các bạn lựa chọn có cái chữ OP. O là cái chữ OP chính là cái từ mà là tối ưu đấy. Rồi. Thì bây giờ muốn dịch chuyển một tiết tại vị trí của giáo viên này sang vị trí khác, chúng ta làm như sau này. Đầu tiên chúng ta bấm chuột trái giữ nguyên trên bấm chuột trái trên cái ô đó. Thì phần mềm sẽ hiển thị ra những cái, các bạn thấy đây, phần mềm sẽ hiển thị ra những cái ô màu xanh. Ô màu xanh là những ô mà phần mềm tính toán và khuyên nên chuyển đến. Thì tốt nhất chúng ta thả nó ra. Thì vì chúng ta làm như chúng ta chỉ việc là kéo thả thôi, bấm chuột này và kéo thả sang cái vị trí mà chúng ta muốn chuyển đến. Bằng chúng ta thả tay ra. Đấy, phần mềm thông báo là được hay không được. Nếu không được thì phần mềm sẽ báo là thuật toán này là dùng thuật toán này là không được chuyển được. Chúng ta có thể chuyển sang thuật toán khác. Đây, chúng ta phải chuyển sang thuật toán khác đây. Thì hơi khó một chút, tôi xin mô tả cái lệnh. Đây, đây là một cái thuật toán mà không tối ưu nhưng mà chúng ta vẫn dùng được, là chúng ta muốn chuyển cái tiết lý từ vị trí này. Giáo viên đây chuyển từ tiết 3 sang vị trí này. Đó. Thì chúng ta sẽ phải chuyển ngược, sau chúng ta chuyển từ đây về đây, từ đây về đây và từ đây về đây, tới lên đây. Đấy. Chúng ta muốn đồng ý, chúng ta bấm nút kết thúc. Phần mềm sẽ dịch chuyển cái tiết vật lý từ vị trí này sang vị trí này. Đây là một cái ví dụ mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái thuật toán là không tối ưu. Bây giờ tôi sẽ mô tả cái tìm toán tối ưu nhé. Ở đây tôi muốn chuyển cái 8N từ đây xuống dưới này, bấm chuột trái và kéo xuống đây. Đây cũng không dùng được, như vậy rất là khó mà sử dụng cái thuật toán là tối ưu. Tôi xin dùng cái xin chọn một cái ví dụ khác để chúng ta hình dung được cái khái niệm tối ưu ở đây. Nhưng ở đây nhé, ví dụ ở đây nhé, tôi sẽ kéo thả cái tiết này sang vị trí này. Đấy, như vậy đây là dùng được rồi. Đây là cái thuật toán tối ưu. Khi mà chúng ta dùng thuật toán tối ưu thì rất hay là tất cả các giáo viên trung gian nó đều là không bị ảnh hưởng. Và các bạn thấy là trên này là màu xanh hết, là tất cả giáo viên trung gian nó không bị xấu đi, chính là thuật toán tối ưu. Chúng ta vừa lúc kết thúc, chúng ta vừa mới chuyển làm tiết học từ vị trí này sang vị trí này. Như vậy là phần mềm TKB đã cho phép chúng ta sử dụng các thuật toán tính tối ưu, là những thuật toán mà đảm bảo rằng những giáo viên trung gian ấy không bị xấu đi. Còn nếu chúng ta dùng các thuật toán mà không tối ưu, ví dụ như là CXC, FPR, DPR, DR ở đây, thì những cái giáo viên có thể giáo viên trung gian nó sẽ bị xấu đi. Thì phần mềm khuyên là chúng ta nên dùng các thuật toán tối ưu. Nếu mà không dùng được thì đành phải dùng các thuật toán không tối ưu trên này. Thì đây là những cái thao tác đơn giản chúng ta sẽ phải làm quen dần. Và đây là những thao tác rất quan trọng dùng để tinh chỉnh dữ liệu thuật biểu. Chúng ta sẽ tinh chỉnh cho đến khi nào thấy ưng thì thôi. Phần mềm luôn thông báo rằng đã xếp 100%, bất cứ lúc nào chúng ta có thể in ra để sử dụng cái thuật biểu này. Tới đây tôi xin kết thúc cái thao tác thứ 6. Mặc dù nó rất là dài, nhưng tôi chỉ nói các bạn một cái thao tác thôi, là thao tác là tinh chỉnh dữ liệu trên thuật biểu bằng cách là kéo thả tiết từ vị trí này sang vị trí khác, sử dụng các thuật toán tinh chỉnh tối ưu của thuật biểu.